Mọi người có thấy cái cảnh này nó quen thuộc không? Rename là chọn kênh này, đây là chọn nhân vật đấy. Thì tới đây chắc các bạn đã biết rồi đúng không? Tựa game này quá là quen thuộc với anh em thời 20 bao nhiêu nhỉ? 2010 à? Đúng không nhỉ mọi người nhỉ? Đây là gì nhỉ? Đây là nhân vật chiến sĩ này, kỵ sĩ này. Đây là thích khách này, đây là mục sư, còn đây là pháp sư, còn đây là gì nhỉ? Đây là cái gì? Cái này mới đặt cái update mà tôi quên mất các bạn ạ. Đấy. Thì chắc anh em không lạ, anh em thế hệ 89X chắc cũng không lạ đúng không? Đây là game kiếm tiền 3D nhưng mà bản này là bản Reunion nhá. Bản Reo nhá mọi người. Đấy thì mình sẽ hôm nay mình sẽ bắt đầu chơi cho mọi người. Bản này là bản quốc tế các bạn ạ. Xem là tôi nên chọn cha nào nhỉ? Tôi thì pháp sư à? Tôi không biết chọn summon à? Summon này nhìn nó hơi hơi ấy nhỉ? Ngày xưa anh em là hay thích khách, ok tôi sẽ chọn nhưng mà thích khách cho nó quen thuộc vì thích khách ngày xưa nó là quá bá đạo rồi đấy. Character thì tôi sẽ đặt là Thủy Công đi, ok Thủy Công nha. Ngày sinh nhỉ? Ngày sinh thì tháng 9 đi. Big Go là xử nữ các bạn ạ. Kiểu tóc romantic chị, kiểu mặt này, kiểu mặt lạnh lùng đấy, rất hợp với cả kỵ sĩ này, rất hợp với cả tôi thích mấy thằng có râu các bạn ạ, vì bản thân tôi có râu tôi sẽ gặp thằng nào nó cảm giác nó đây nhìn cũng không fail mấy nhỉ. Rồi ok fail, và đây là mặt này, cái này chỉ ấy thôi. Ai thái đi. Ok. Random Compass Thủy Công. Rồi các bạn ơi, chúng ta bắt đầu nào. Enter game này. Gì đây, gíp 4 cái gì? Bạn này bật tiếng Anh thành ra là mình hơi dốt tiếng Anh các bạn ạ. Đấy. Chết cha rồi, không biết map là đây, map là gì nhỉ? Map là phím M các bạn ạ. Đấy. Chat với kỳ đây Valkyrie, chúng ta sẽ bắt đầu từ một này, accept này, Vigo nó ấy theo chòm sao của cái nhân vật của mình khi mà bắt đầu mình chọn à. Accept to cam này, tôi nghĩ thế các bạn ạ. Đây là chúng ta đến map sa mạc này đấy, chúng ta đến map sa mạc. Chết cha rồi, cái này là về skin bị động này. Map sa mạc thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chính tuyến các bạn. Tôi sẽ làm nhiệm vụ chính tuyến nhé. Orion, này Orion. Đây là cái skill hồi thành này. Tôi vẫn nhớ này, còn skill này là gì? Cha này. Đây là điểm kỹ năng 36 à? Sao tự nhiên lên 36 rồi nhỉ? Tự nhiên lên 36 gì không biết ta. À xem nào, xem phần thưởng. Cái này nạp tiền này các bạn này. Ôi mẹ, lên 120 luôn các bạn ạ. À cho lên 120 luôn, 120 luôn, và ôi ôi mẹ full đồ luôn các bạn ạ.
Full đồ luôn các bạn ơi, 120 nhá. Luôn này. Ôi, về tiền vàng này là V5 là 19 tháng 12 à. Cái này là gì nhỉ? Cái này là 10 kia. Ôi các bạn nhìn chưa? Ôi ngầu lòi luôn các bạn ơi. Ngầu lòi luôn á. Tôi skip bị động. Pet xem nào. Ô, pet mình không được con pet nào à? Lẽ ra như này nó phải cho pet chứ nhỉ? Chỉ các bạn nhìn ngầu không? À, cái này là gì nhỉ? Vít này sức mạnh à? Không phải. Cái này là cái deck gì nhỉ? Cái này là HP này. Cái này cũng HP này. Cái này là MP. Cái này là Strength này. Cái này là In. Cái này là tinh thần. Còn cái này là Dia Tech. Nhưng cái này là nhanh nhẹn thì phải các bạn ạ. Đấy. Các bạn cứ xem cái vũ khí của này này. Này, Strength này. Mình rốt tiếng Anh lắm các bạn. Đọc sư. Này sợ treo hết này. Ô con này thiếu hết cặp ring này. Cặp ring này kiếm đâu ta? Mission call. Để tôi đánh một con quái cho các bạn nhìn nhé. Quả thực tầm này thì Sran, đây là nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì đây ta? 30 này. Win can switch. Quả thực bây giờ tôi đang cứ như bị choáng ngợp với các bạn, tôi đang bị choáng ngợp đây, tôi không biết đang không biết làm gì với cái này, tôi cũng là đang bị choáng luôn. Cái này là gì nhỉ? Item win mẹ chẳng nhớ là lụa. À cái này là cộng 14, cái này là cộng 14 các bạn, cộng 13 này. À cái này cộng 11, cộng 12, cộng 13, cộng 14 và cộng 15. Cái này là cộng 15 các bạn ạ. Cái này là cái gì đây? À đây rồi. À đây này, đổi ra là V85 này. Này. Đấy ra hai cặp nhẫn này. Đấy, nó sẽ cho các bạn hai cặp nhẫn nhá. Đó. À, vật phẩm đấy là để đổi, nhấn vào phát đổi được luôn các bạn ạ. Tích này à, xem nào còn cái này là viên cộng xếp các bạn ạ, viên cộng xếp. Cái này viên cộng xếp đấy. Cái này là gì? Quen over 390 là nhỉ?
Next là V. Cái này là cái gì nhỉ? Fan to Harbor Shop ở Atlantic này. Cái gì chết 7 ngày cái gì đó này. Mơn máng là thế các bạn ạ. Vô lý nhỉ? Sao nó lại không cho mình một con pet nào nhỉ? Nếu mà nó cho như này thì lấy trước mấy cái bản tôi chơi nó phải cho pet mình chứ. Lạ vãi. Đây không cho con pet nào. Điêu thật chứ. Đây này. Quá là buồn. Đây. Streamer invite view block copy name bin và alpha inspect. Ôi ôi đây này các bạn này, thằng cha này là bên bao nhiêu ta, là bên 160 các bạn ạ. Ù mẹ cái đồ của nó nhìn này, vãi hồn con trồn luôn, vãi hồn con trồn thật. Đâu rồi nhỉ? Tôi đang làm nốt cái nhiệm vụ này. Đây rồi. Quét nhiệm vụ này. Đây chỉ là nhiệm vụ chính tuyến đấy các bạn. Nhiệm vụ chính tuyến đấy. Các bạn nhìn chú. Đâu mẹ, bây giờ tôi không biết là cái nhiệm vụ nào trong cái này luôn. Trời ơi. Nó quá nhiều luôn á. Thật bây giờ choáng ngợp luôn, bây giờ không biết làm gì luôn. Chê này à, cái này sức mạnh này, đi tech creature đây, tôi cộng vào đây, cộng vào đây đi. Bạo kích nha. Phun vào đây tăng bạo kích né tránh thích khách thì cái ấy nào nó cũng vậy rồi các bạn, thích khách thì cái ấy nào nó cũng là kiểu như là tăng vào né tránh bạo kích nhanh nhẹn này, kiểu nhanh nhẹn thế. Tăng nhiều hơi mỏi tay các bạn. Ngáo thật. Physical 30 đây. Physical là vật lý, tấn công vật lý. Cái gì nhỉ? Phòng thủ vật lý và phòng thủ ma pháp. Với cả tấn công vật lý với cả tấn công ma pháp các bạn. Physical với cả magic ấy. Nhớ mang máng mấy cái kiểu như là mấy cái từ mà anh em hay chơi ấy. Đấy. Full luôn các bạn. Full luôn cho kinh.
côn à? Đủ hết côn luôn. Giờ làm sao để có côn nhỉ? À. Như nào? You cần mua thẻ card River Extra from Templet Reunion Shop này. Nếu you mẹ tổ khó hiểu vai cái này là ấy rồi, cái này thì là gia viên này là cường hóa này. Giờ bên này là cường hóa các bạn ạ. Thử thử xem vào trong shop xem nào, trong shop nào. Ôi trời ơi, shop không đồng các bạn ơi, shop không đồng. Đéo mẹ, đây này shop không đồng này, gen này, tức là mình mua này. Cái này là cái túi nải rồi, cái này là túi nải. Các 30 ngày nè, 30 ngày, ok, thẻ VIP ấy, kiểu các bạn, mình nghĩ là cái đấy là thẻ VIP đấy, thẻ VIP 30 ngày á. Đây tủ vào là kênh thế giới này, 6 giờ, cái này 6 giờ là gì nhỉ, tôi quên bố cái này rồi. À đây là cộng này, cái này cộng ATMB này, cộng 150 tách này. À tồn tại 10 giờ cơ à các bạn. Đây là các bạn này, chỉ số búp này, cái này nó là free. Đấy. Đây là mấy cái gen thì là tiền trong game, còn côn thì à đây đúng skin thì là không đồng, không gen này, không đồng này, đúng skin không đồng này. Ôi nhóm mẹ thú cưỡi này thì lại toàn mất tiền các bạn ạ. Tôi nhớ là kiếm đâu ra con ngựa mà nhỉ, có một con ngựa của mình nhé, tôi nhớ là có con ngựa mẹ tỏ là pet này, check giao dịch này. Hàng ơi, hàng ơi. Bên này, đây là quần áo, phục trang à.
Rồi, mình sẽ mua được một cái khung đồng. Đâu rồi ta? Nút tam sari. Cú rồi. Credit. Còn được là mấy cái này tôi cũng chưa hiểu mấy đâu các bạn ạ. Tôi mình chưa hiểu mấy đâu. Thời gian là sẽ mất khá là nhiều thời gian để ấy. Đẹp trai ngay, ấy đẹp trai ngay. Rizho cái gì không biết, trời ơi. Toàn cái lạ vãi. Toàn cái lạ thế. Bây giờ làm sao để kiếm ấy nhỉ? Tôi đang đi vào cái gọi là cái vực vực đá, các bạn nhớ cái vực đá rất là quen thuộc ở bé Thảo này. Đây là chắc là icon của cái này là chắc chắn là của Việt Nam rồi. Trời ơi, ý Việt Nam à? Ôi nó mẹ nhầm bố nó rồi. Đây không phải, đây là cái gì nhỉ? Đây là mộ mộ Long Đế à? Không phải, mẹ không phải vua vua bọ cạp. Đây đây mới là Zerok này, trời ơi. Hello Thảo. Hello Thảo. Thảo này chắc là Thảo Việt Nam rồi. Đây à, ngày trước là hay chan ở đây, đúng rồi, đúng ở gọi là cái gì nhỉ, bãi đá một à? Đây gọi là bãi đá một này. Ngày xưa chan ra, đồng côn cơ mà. Đây đây này, đồng côn này các bạn này. Đồng côn. Đây đồng côn này ngày xưa hay đi bán này, này bán được 500. Đây là có 1.000 các bạn ạ. Ôi xưa. Sao có tiền nhỉ? Để tôi về Atlantic phát. Tôi sẽ về Atlantic. Nào. Tôi để tôi về Atlantic nhỉ. Đâu rồi? Đánh xem được bao nhiêu xếp. Bạn người Việt Nam à? Đây rồi.
Seven Hải Tân người Việt Nam thôi. À, xem nào, mẹ mình phải đi, tôi phải đi xem mấy cái này các bạn ạ, không thể mờ quáng như này được. À đây này, Finholy Nikki này, shop này. Tôi hiểu là cái gì này, Angel Nikki shop, shop ở Atlantic này, và trao đổi được cái speaker fashion, tức là một cái trang phục gì đó, trang phục cái thời trang gì đó, check fashion này, Evai for cho 7 ngày. Đấy, kiểu như là cho 7 ngày, nếu tôi dịch không nhầm, để tôi tìm cái con này xem nào. Nó đéo ghi ghi, ghi tọa độ ở đây nhỉ. Đu mẹ thế này thì kiểu gì chơi. Chip for fashion. Holy Angel. Shop này. Black Gear Token. Một token Mega Vase Holy Anger. À đây là Holy Anger Sumi. À Holy Anger này 400 cần 6 côn. À để mua đồ thôi cả. Đồ này kiểu như là đồ ấy nhé. Đồ là V45 này. Đấy, mình sẽ có những cái trải nghiệm fresh fashion đây, hình như đây à, đúng không ta? Một fashion token đây rồi, fashion token đây rồi, Black Gear token. À đây rồi, fashion token đây rồi, chúng ta chọn đúng người rồi các bạn này. Cái này cho tất cả các class này, mock HP này, mock HP này, cái này là cái này tất cả là mock HP à. Đúng mẹ, mình biết chọn cái gì đây. Fish HP mana này, hình như cái nào cũng HP với mana là 40.000 này. Acuri Fiskin Magic Akin. Ok, cái này có 500 các bạn ạ. Acuri 2.000. Sao cái này lại có 500 nhỉ? Cái Scratch Armor là cái bù má. Ôi số tiếng Anh nó là cả Hera Fashion. Cái này là Hera này, gần Hera này. Cái này nó theo kiểu như thần thoại Hy Lạp các bạn. Magic này, Holy Reciprocal. Cái này sẽ có một sao 20 này, sẽ có 2.000 năm. Cái này 4.000 này. Thì sao cannot jump a soul này, can leave for cannot different shark can see with. À, cái này mình thấy khác nhau cái đéo gì đâu nhỉ. Skate armor. Để rút tiếng Anh thì ra là khó quá các bạn ạ. Đúng rồi, thì đâu là thay vì ấy thì chúng ta lại đây, chúng ta nhìn vào danh
danh xem nào, tìm đường danh ở thùng xin này. Xin này thằng này nó là ôi tuần nào online này. Ô kìa, tôi muốn tìm một thằng thích khách nào đó để tôi xem nó cầm cái fashion nó là cái gì, xong rồi mình học theo các bạn ạ. Mà đéo mẹ toàn pháp sư thế này. Ô hành gì? Tam pháp sư mục sư. Tam pháp sư mục sư các bạn ạ. Đùa ấy, khó khăn vãi nhỉ. Tôi xem con bé Thảo này nó dùng cái gì fashion. Mẹ khó thế. Sao con này nó chỉ có 20.000 nhỉ, mà nó không chọn phải có 40.000 ta. Đây này. Mua luôn xem nào, xem nó ra cái deck gì hay lại không mặc được. Mặc được chứ. Ô nó ra cái gì ấy các bạn ạ? Ai chà. Mùng 8 tháng 1 năm 2024 cơ mà các bạn, gọi cứ gọi là test cubo test cubo đấy. Đó, cái này mình có một trang phục này, mỗi cái này là cộng mỗi Intel, cái này là tinh thần 100 này, Intel Red Intel Black Gear Tomb, hình như lúc ấy chúng ta xem ở chỗ đồng này phải Black Gear. Đây rồi, chuẩn nó rồi, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Mẹ chúng ta lại làm một con, lại cứ chọn cái cuối cùng đi. Đách chỉ cứ sờ treo vai đi. Stake hit take hit take. Như cái nào nó cũng như nhau hết các bạn ạ. Nó chỉ khác nhau với chỉ số thôi. Đấy. 25.000, 25. Nhưng mà sao nó lại khác nhau này. Ok. Ôi. Đồ mẹ. Ôi ôi, cái trang phục hài hước quá. Chịu đấy. Ôi. Con này hay thế. Là sao để có pet nhảy? Thảo ơi, làm sao có pe? Quá là hấp dẫn.
Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp đổi cái này xem nào. Mina, à gặp Mina ở Atlantic rồi. Mina thì nó ở chỗ quá rồi nhỉ. Như một vài ký ức. Đầu này hay sao ấy nhỉ? Ôi rồi, ôi rồi, ôi. Và Kelly kìa. Trời ơi. Ủa con này là con gì nhỉ? To vãi loằn. Ôi. Đến bẹn nó luôn, các bạn ạ. Không cần đến bẹn nó luôn. Nếu tôi nhớ là Mina ở đầu này và giúp Mina. Đấy, đây rồi. Mina shop upskin. À, Mina học skill à? Có tiền kích đồng học bây giờ. Mẹ. Shop này. À, đây là đổi đá, đổi đá, đổi đá các bạn ạ. Cái này là đổi đá. Đây đổi đá 8, đấy đổi đá, cái này đổi đá. À, thì nếu mà nói đổi đá thì cái này của mình cũng đổi được đá mà. Cái này cũng là đổi đá này. Ừ, đổi đá này, ta có thể đổi đá để ép này. Và cái này là để gì nhỉ? Cái này là để làm béo gì đây? Ô. À. Một cái trang phục bên dưới các bạn. Hai cái này mình có rồi nên là không đeo được nữa. Rồi. Ok, hiểu. Cũng có hiểu được một tí. Đây là skill. Rồi, thì đây là cái này từ tới tôi xem cái này sẽ là gì nhỉ? Zit item sẽ 14 đến 15. À, kiểu như là tôi đang hiểu nó là cường hóa. Để tôi thử xem nào. Đây là của tôi 115, để tôi thử xem nào. Đâu có. Hay là phải cường hóa lên phải cường hóa lên 10 thì bắt đầu 11 thì nó có tác dụng đúng không mọi người? À, đây là nhân 2x mẹ to khó hiểu quá. Ô cái này đá 10 này, đá 10 là một game 10, một cái người 10 sao ghép được ta? Quá lạ thật. Lubia Temple Temple. À, đây là cốc cầu vồng này. Cái này là cốc cầu vồng. Cái này thì mình nhớ rồi. Cốc cầu vồng, cốc cầu vồng. Cốc cầu vồng. Cốc cầu vồng. Thú cưỡi, không nhớ ngày xưa con thú cưỡi kiếm ở đâu luôn. Quá đau lòng. Đây là nhân 2 xét này. Cái quy này thì cũng không cần làm. Nếu mà nó cho là V như này thì cũng chẳng làm quy để làm gì cả.
vừa. Cái gì mà 78 ta? À, cái này là nó đây là truyền thống kiểu như là đi thần long đảo này, phó bản hắc ám với cả phó bản phản đấy gì nhỉ, với cả phó bản gọi là phản thí luyện.